Kế 14. Lợi dụng thang thuốc hạ nhiệt lùi bước như thế nào? Hài hước thường được xem là nghệ thuật ngôn từ chỉ có những người thông minh mới sử dụng được, và tự trào được xem là đỉnh cao của hài hước. Cho nên tự trào phải là người thông minh trong người thông minh, cao thủ trong cao thủ. Tự trào là một kỹ thuật mà người không có lòng tự tin không dám sử dụng, bởi vì tự trào yêu cầu mình chửi mình, cũng có nghĩa là đem ra chế chịu những sai sót, khuyết tật của mình, không che giấu chỗ xấu chỗ thẹn, không tránh né mà trái lại phóng đại, rồi khoa trương, mổ xẻ chúng ra rồi sau đó mới chẩn chắc, hóa giải khiến cho mọi người cười vui. Không có tâm tính không thể nào làm được việc này cho nên những kẻ tự cho mình là phải, so đo tính toán, ghen ghét đố kỵ khó lòng làm được. Tự trào không tổn thương ai cả, rất an toàn. Ta có thể dùng tự trào để khuấy động không khí chuyện trò, giải tỏa khẩn trương. Trong cảnh bế tắc có thể tìm ra lối thoát. Chữ được thể diện ở nơi công cộng khiến cho mọi người hứng thú, trong hoàn cảnh đặc biệt có thể nói bóng nói gió châm chích kẻ tiểu nhân càng quấy.